đắc. Trong giáo hóa vô sở hữu bất khả đắc. Trong giáo hóa, Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc như vậy. Do nhân duyên này nên trong tất cả thứ, tất cả chỗ, Bồ Tát bất khả đắc. Thời sẽ dạy Bồ Tát nào về Bát Nhã Ba La Mật? Lại này Xá Lợi Phất, sắc là giả danh, thọ tưởng hành thức là giả danh. Sắc gọi là chẳng phải sắc, nhẫn đến thức gọi là chẳng phải thức. Tại sao vậy? Vì danh danh tướng rỗng không? Nếu rỗng không thời chẳng phải là Bồ Tát. Do nhân duyên này Bồ Tát chỉ có giả danh. Này Ngài Xá Lợi Phất, Đàn Na Ba La Mật chỉ có danh tự. Trong danh tự chẳng phải có Đàn Na Ba La Mật. Trong Đàn Na Ba La Mật chẳng phải có danh tự. Do nhân duyên này Bồ Tát chỉ có giả danh. Như Đàn Na Ba La Mật, năm Ba La Mật kia cũng vậy. Như lục ba la mật, nội không đến vô pháp hữu pháp không, tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, tam muội môn, đà la ni môn, đến nhất thiết chủng trí cũng vậy. Do đây nên Bồ Tát chỉ có giả danh. Lại này Xá Lợi Phất, ngã rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Nhẫn đến chi giả kiến giả rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Sắc đến thức rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Nhãn đến ý xúc nhân duyên, sanh thọ rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Nội không đến vô pháp hữu pháp không rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Tam muội môn đến nhất thiết chủng trí rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Thành văn đến Phật rốt giáo bất khả đắc thời thế nào có sanh? Do nhân duyên này nên nói rằng như ngã, danh tự ngã cũng rốt giáo chẳng sanh. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, vì các pháp hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Những gì hòa hiệp sanh nên không có tự tánh? Sắc hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Thọ tưởng hành thức hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Nhãn đến ý xúc nhân duyên, sanh thọ hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Tứ niệm xứ đến bất cộng pháp hòa hiệp sanh nên không có tự tánh. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, tất cả pháp vô thường cũng không mất. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, sắc vô thường cũng không mất, thọ tưởng hành thức vô thường cũng không mất. Tại sao vậy? Vì nếu pháp vô thường thời là tướng lay động, tướng rỗng không? Do đây nên tất cả pháp hữu vi vô thường cũng không mất. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, hoặc pháp hữu lậu hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký, là pháp vô thường cũng không mất. Tại sao vậy? Vì nếu pháp vô thường thời là tướng lay động, là tướng rỗng không? Do đây nên tất cả pháp có tạo tác vô thường cũng không mất. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, tất cả pháp chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, những pháp nào chẳng phải thường, chẳng phải diệt? Ngoặc kép, Ngài Tu Bồ Đề nói, sắc chẳng phải thường, chẳng phải diệt, thọ tưởng, hành, thức chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Nhẫn đến ý xúc nhân duyên, sanh thọ, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Tại sao vậy? Vì tánh tự như vậy. Do những nhân duyên trên đây, nên các pháp hòa hiệp sanh không có tự tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, do duyên cớ gì mà sắc đến thức rốt giáo chẳng sanh? Ngoặc kép, Ngài Tu Bồ Đề nói, sắc đến thức chẳng phải pháp tạo tác, vì tác giả bất khả đắc. Nhẫn đến ý xúc nhân duyên, sanh thọ chẳng phải pháp tạo tác, vì tác giả bất khả đắc. Tất cả pháp đều chẳng phải khởi, chẳng phải tác, vì tác giả bất khả đắc. Do đây nên sắc đến thức rốt giáo bất khả sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, do nhân duyên gì mà rốt giáo bất khả sanh chẳng gọi là sắc đến thức? Ngoặc kép, Ngài Tu Bồ Đề nói, sắc tánh rỗng không? Rỗng không này không có sanh, không có diệt, không có trụ, không có dị. Thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Nhẫn đến ý xúc nhân duyên, sanh thọ cùng tất cả pháp hữu vi tánh rỗng không? Rỗng không này không có sanh, diệt trụ, dị. Do đây nên rốt giáo chẳng sanh chẳng gọi là sắc, rốt giáo chẳng sanh chẳng gọi là thọ tưởng, hành, thức. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, pháp rốt giáo chẳng sanh, nên dạy Bát Nhã Ba La Mật này chăng? Ngoặc kép, Ngài Tu Bồ Đề nói,
Rốt ráo chẳng xanh chính là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật chính là rốt ráo chẳng xanh. Bát Nhã Ba La Mật cùng rốt ráo chẳng xanh không hai không khác. Do đây nên nói rằng rốt ráo chẳng xanh nên dạy Bát Nhã Ba La Mật này chăng? Ngoặc kép, ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà rời lìa rốt ráo chẳng xanh thời không Bồ Tát thật hành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ngoặc kép, ngài Tu Bồ Đề nói: Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy rốt ráo chẳng xanh khác với Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy rốt ráo chẳng xanh khác với Bồ Tát. Rốt ráo chẳng xanh với Bồ Tát không hai, không khác. Chẳng thấy rốt ráo chẳng xanh khác với sắc, vì rốt ráo chẳng xanh với sắc không hai, không khác. Chẳng thấy rốt ráo chẳng xanh khác với sắc, vì rốt ráo chẳng xanh với sắc không hai, không khác. Chẳng thấy rốt ráo chẳng xanh khác với thọ tưởng, hành, thức, vì rốt ráo chẳng xanh với thọ tưởng, hành, thức không hai, không khác, nhẫn đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Do đây nên lìa rốt ráo chẳng xanh nên không có Bồ Tát thật hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Do nhân duyên gì mà Bồ Tát nghe thuyết trên đây tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, thời gọi là Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật? Ngoặc kép, ngài Tu Bồ Đề nói: Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có giác chi tưởng. Đại Bồ Tát thấy tất cả các pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như ảo, như diệm, như hóa. Do đây nên nghe thuyết trên đây, Bồ Tát tâm chẳng trầm một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt. Bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật quán sát các pháp như vậy. Lúc ấy Đại Bồ Tát chẳng lãnh thọ sắc, chẳng hiển thị sắc, chẳng an trụ sắc, chẳng chấp trước sắc, cũng chẳng nói là sắc. Với thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Với nhãn, nhĩ, tỷ, thiê, thân, ý chẳng thọ, chẳng thị, chẳng trụ, chẳng trước, cũng chẳng nói là nhãn đến ý. Với đàn na ba la mật đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước, cũng chẳng nói là đàn na ba la mật đến Bát Nhã Ba La Mật. Với nội không đến vô pháp hữu pháp không, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước, cũng chẳng nói là nội không đến vô pháp hữu pháp không. Lúc thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đối với tứ niệm xứ đến bất cộng pháp nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an trụ, chẳng chấp trước. Bạch Đức Thế Tôn, lúc thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc nhẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Sắc chẳng sanh thời chẳng phải sắc. Thọ tưởng, hành, thức chẳng sanh thời chẳng phải thọ tưởng, hành, thức. Nhãn chẳng sanh thời chẳng phải nhãn. Nhĩ tỷ thiệt thân, ý chẳng sanh thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân, ý. Đàn na ba la mật đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh thời chẳng phải đàn na ba la mật đến chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật. Nội không đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh thời chẳng phải nội không đến chẳng phải vô pháp hữu pháp không. Tại sao vậy? Sắc chẳng sanh thời chẳng hai, chẳng khác. Nhẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh thời chẳng hai, chẳng khác. Bạch Đức Thế Tôn, tứ niệm xứ chẳng sanh thời chẳng phải tứ niệm xứ. Nhẫn đến bất cộng pháp chẳng sanh thời chẳng phải bất cộng pháp. Pháp như, pháp tánh đến bất khả tư nghì tánh chẳng sanh thời chẳng phải pháp như đến chẳng phải bất khả tư nghì tánh. Nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thời chẳng phải nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Tứ niệm xứ đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thời chẳng hai, chẳng khác. Bất sanh đây chẳng phải một, chẳng phải hai, ba, chẳng phải sai khác. Thế nên pháp ấy chẳng sanh thời chẳng phải pháp ấy. Bạch Đức Thế Tôn, sắc tướng chẳng diệt thời chẳng phải sắc. Tại sao vậy? Sắc và tướng chẳng diệt chẳng hai, chẳng khác. Vì pháp chẳng diệt này chẳng phải một, chẳng phải hai, ba, chẳng phải sai khác. Thế nên sắc tướng chẳng diệt thời chẳng phải sắc. Như sắc thọ tướng, hành, thức nhẫn đến bất cộng pháp cũng vậy. Do đây nên sắc vào trong pháp số vô nhị, thọ tưởng, hành, thức vào trong pháp số vô nhị, nhẫn đến nhất thiết chủng trí vào trong pháp số vô nhị. Hết phẩm 25, hết quyển 7.